Chào mừng các bạn đến với kênh video của EvaShop, kênh chia sẻ thông tin về các giải pháp chăm sóc sức khỏe và chăm sóc da một cách hiệu quả. Và chủ đề hôm nay đó chính là cách chăm sóc da lão hóa. Vậy biểu hiện của làn da lão hóa là gì? Bạn lo lắng không biết vì sao mình bị lão hóa sớm? Và làm sao để ngăn ngừa cũng như cách chọn mỹ phẩm đúng để chăm sóc da lão hóa? Đó chính là vấn đề EvaShop muốn chia sẻ cùng các bạn trong clip này. Các bạn chỉ cần bỏ ra vài phút để xem clip thôi để biết cách chăm sóc da và duy trì tuổi xuân nhé. Lão hóa da là một quá trình oxy hóa dẫn đến suy giảm các chức năng của da, làm mất đi cấu trúc tổng thể khiến da bị suy yếu. Từ đó cho đến một ngày khi chúng ta soi gương và chợt nhận ra rằng da bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, da trở nên trùng nhão và kém đàn hồi, thì lúc đó da đã phải trải qua một giai đoạn lão hóa rất dài rồi, thường là qua tuổi 40. Vậy những biểu hiện để sớm nhận biết da mình mới lão hóa và chuẩn bị lão hóa là gì? Có các dấu hiệu chính sau đây giúp bạn nhận biết da bắt đầu lão hóa. Đầu tiên, da trở nên thô ráp, đặc biệt là ở vùng chữ U, xuất hiện các vết lằn, đường kẽ trên da. Sau đó xuất hiện thêm các tổn thương như đốm nâu, đồi mồi, nám, sạm. Cuối cùng là da trở nên mỏng, thấy rõ mạch máu, dễ bầm tím và nhạy cảm hơn. Thường thì những dấu hiệu lão hóa sẽ xuất hiện trong độ tuổi từ 25 đến 40. Vậy thì tại sao da mình lại dễ bị lão hóa sớm như vậy ạ? Đúng rồi, vì thường qua tuổi 25, quá trình oxy hóa sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó là do sự tác động của yếu tố ngoại sinh và nội sinh. Trong đó ngoại sinh chúng ta có thể kể đến là như yếu tố về môi trường, khí hậu, thức ăn, các thức uống có cồn, thuốc lá và đặc biệt là yếu tố liên quan đến ánh nắng mặt trời. Thứ hai nữa là yếu tố nội sinh. Yếu tố nội sinh chính là cái quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể người, như là liên quan đến hormone, tâm lý, sức khỏe và di truyền. Nếu da xuất hiện một trong những dấu hiệu lão hóa sớm thì phải chăm sóc da như thế nào? Chăm sóc da giai đoạn này được xem là cách để chúng ta làm chậm và ngăn ngừa đi quá trình lão hóa. Ngoài vấn đề chúng ta cần để ý đến các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe như chúng ta cần tránh các thức uống có cồn, thức ăn nhanh, khói bụi, thuốc lá, thì chúng ta cần phải bổ sung thêm các mỹ phẩm và thực phẩm chức năng nhằm chăm sóc da từ trong ra ngoài. Ở trong giai đoạn này, các bạn lưu ý, các bạn có thể chọn lựa những sản phẩm cung cấp nhiều chất dưỡng ẩm và nhiều dưỡng chất nha. Ví dụ như một số sản phẩm sau. Kem dưỡng chống lão hóa Ribeva chứa tinh dầu tầm xuân giúp tái tạo da và ngăn ngừa lão hóa. Acid hyaluronic giúp giữ ẩm và làm mờ nếp nhăn. Collagen giúp cho da săn chắc và căng mịn. Serum Squalane chống lão hóa và dưỡng ẩm của Botani chứa 99,7% ô liu giúp thúc đẩy quá trình tái tạo da và phục hồi da. 0,3% vitamin C giúp làm sáng da và chống oxy hóa mạnh. Vitamin E chống oxy hóa tự nhiên. Viên uống bổ sung collagen của VitaHeal chứa collagen thủy phân 1200mg giúp cơ thể dễ hấp thu, chống lão hóa, giảm nhăn, duy trì độ ẩm và độ đàn hồi. Còn ở giai đoạn da đã xuất hiện nếp nhăn và trùng nhão thì nên sử dụng sản phẩm gì và có cải thiện được hoàn toàn hay không ạ? Khi qua tuổi 40, các nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn và sâu hơn. Ở giai đoạn này chúng ta không thể nào làm chúng biến mất mãi mãi mà chỉ có thể làm chậm hoặc làm mờ đi các nếp nhăn này mà thôi. Do vậy khi các bạn chọn lựa các mỹ phẩm để chăm sóc da, các bạn nên tìm các sản phẩm có chứa từ như Lip Firm, Anti-Aging, Anti-Wrinkle hoặc là những sản phẩm có chứa các thành phần sau nha. Kem dưỡng ngăn ngừa lão hóa Vita A Cream của BH Formula chứa 1,5% phức hợp retinol, kích thích sản sinh collagen, chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn và chống oxy hóa, phức hợp dưỡng ẩm 24 giờ và axit lactic dưỡng ẩm và tạo sự đàn hồi cho da. Serum ngăn ngừa lão hóa ban đêm của Dermaden chứa niacinamide ngăn ngừa lão hóa, mất nước, giúp đều màu da, retinol kích thích sản sinh collagen chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn, chống oxy hóa, Bamitoy Tetrapeptide 7 cải thiện tính đàn hồi, giúp săn chắc da. Kem dưỡng chống nhăn ban đêm của Eucerin chứa hyaluronic acid giúp giữ ẩm, lấp đầy nếp nhăn, sodium hyaluronate giúp giữ ẩm cho da dưới hạ bì, giảm sự xuất hiện nếp nhăn và oxy hóa. Glycine Saponin, nguồn gốc từ đậu nành, kích thích sản sinh hyaluronic acid và làm chậm quá trình lão hóa. Dẫu biết lão hóa là một quá trình tất yếu và không thể tránh khỏi, nhưng vẫn có thể ngăn ngừa, làm chậm và giảm thiểu đi các vấn đề lão hóa. Giờ đây các chị em đã biết cách nhận biết da lão hóa và lựa chọn mỹ phẩm phù hợp rồi nhé. Nếu các bạn có bất kỳ khó khăn nào liên quan đến cách chăm sóc da và sức khỏe, các bạn hãy liên hệ ngay đến EvaShop thông qua website evashop.com.vn hoặc theo số điện thoại 028 62 76 78 38.
Và các bạn cũng có thể comment ngay tại clip này, Eva Shop sẽ tổng hợp và giải đáp cho các bạn ngay ở những clip sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.